chút thì đây là âm nhạc của điện thoại. Đấy, đây là cái âm nhạc của điện thoại, kể cả mình để góc nào các bạn cũng nghe được nhé. Đúng không? Rồi, bây giờ mình bật Bluetooth lên. Các bạn bật Bluetooth lên nó tự bắt thôi. Thế các bạn đã bắt một lần thì nó tự bắt. Đấy, đây mình để điện thoại xa ấy. Đấy. Cái đàn đang phát nhạc nhé. Đấy. Hai, thân Nguyên rất vui được gặp lại anh chị và các bạn trong clip review đàn hôm nay. Trong clip hôm nay thì thân Nguyễn sẽ review cho anh chị và các bạn được xem một mẫu EQ được lắp trên một cây đàn Việt. Đấy. Clip này là một cái EQ nó rất là hay mà nhiều người đang rất là ao ước để sở hữu nó, nhưng mà cái giá của nó bỏ ra cũng khá là cao. Đấy. Thường thường thì các bạn phải mua kèm cây đàn hãng đàn ngoài mới có thôi, như là hãng Martinet dòng PMP14 tầm khoảng 15 triệu mới có, hoặc là tầm khoảng 10 triệu, hoặc là những cái đàn Enia tầm cũng khoảng 6-7 triệu đổ lên. Đấy, ví dụ thế. Thì nhưng mà trong clip này thì thân Nguyên đã lắp luôn cho một anh khách. Đấy, ở Đắk Lắk. Đấy, là lên cây đàn Việt Nam giá cực kỳ là rẻ. Đấy, ok. Đây EQ này có series là Skysonic R3. Đấy. Nó đặc biệt ở chỗ nào? Thứ nhất là nó có thể kết nối Bluetooth. Đấy. Thứ hai, nó có một cái loa ở bên trong. Đấy. Là mình có thể nghe nhạc và mình có thể đánh ngay trên loa luôn, để nó đánh ngay trên đàn nó phát ra loa luôn. Thứ ba là nó có các chức năng hiệu chỉnh như một chiếc âm ly. Đấy, là khi nghĩa là các bạn chỉ cần có một cái loa kéo kéo hoặc là một cái loa bình thường không có chức năng của âm ly thì cái EQ này nó sẽ khắc phục cho các bạn luôn. Đấy. Và thứ tư là cái EQ này có thể bắt được tiếng gõ luôn, bắt được tiếng thùng luôn. Mọi người có thể quan sát này. Đấy, nó có các nút điều chỉnh này, Bluetooth này. Đấy, kích hợp mic này. Đây là cái để mình bắt Bluetooth và mình bắt tiếng thùng. Đấy, chức năng này. Đấy. À, đây là volume tổng và cái nút khởi động nguồn. Đấy. Cái này thì nó lắp ở bên trong này và sử dụng pin sạc. Đấy. Pin sạc thì mình có thể sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần. Đấy. Sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần và nó rất là bền. Đấy, pin như kiểu là acquy các bạn, một cái acquy thu nhỏ ấy. Và cái này nó bán rất là nhiều ở chỗ đồ điện tử nhé, các bạn không lo là chai pin không có pin thay nhé. Rồi. Tiếp theo là cái EQ này thì nó như một cái EQ bình thường, là nó sẽ có đầu la đầu ra để mình cắm vào âm ly hoặc cắm loa nhé. Đấy. Skysonic R3. Ok. Rồi. Với cái đàn PS03C này của Thuần Guitar thì có giá là 3,2 triệu và thân Nguyễn đã review ở clip trước rồi. Bây giờ kết hợp thêm cái EQ này thì nó cái đàn này nó rơi vào tầm khoảng 5 triệu nhá. Thì một cái đàn full solid tích hợp EQ 4.0. Đấy. Giá rất là Việt Nam, rất là rẻ nhưng mà chất lượng cực kỳ là tốt nhá. Rồi. Ai mà chưa xem thông số và cũng như là review về cái này thì mình có thể xem ngay clip mình để bên dưới nhá. Clip mình đã review trước rồi. Đấy, những bạn mới ghé thăm kênh của mình thì các bạn hãy xem qua một lượt kênh của mình có review tất cả các mẫu đàn hiện nay nhé. Rồi, đây thì bây giờ thân Nguyễn sẽ tập trung vào review cái EQ này kết hợp với cái đàn mini này nhé. Ngoài ra clip sau thì thân Nguyễn sẽ tiếp tục so sánh cho các bạn mẫu Enia cũng tích hợp EQ đa chức năng này, nhưng mà nó Enia thì nó theo kiểu là EQ nó kiểu dạng khác. Đấy. À, buổi sau mình sẽ so sánh âm thanh của hai cái mini này nhé. Ok, cây Enia thì dáng nhỏ hơn. Đấy. Con của Thuần Guitar thì dáng kiểu PS, dáng jumbo to, con này dáng kiểu dáng D nhỏ. Ok. Bây giờ mình sẽ vào luôn vấn đề. Các bạn cùng nghe qua một tí lại cho những bạn mà chưa nghe âm thanh của cây mini này. Cây mini này nó rất là đáng đồng tiền thì các bạn mua. Sáng. Đây ví dụ mình test lại cái đàn này luôn này, thì cái đàn này được gửi cho một anh ở trong Đắk Lắk thì mình test luôn các bạn cùng nghe này.
các bạn cùng nghe luôn. Đàn thuần guitar thì chuyển rè phím là nó hầu như là không thể xảy ra đấy nhé. Rồi ok, tiếp theo thì mình sẽ đi vào review cái EQ kết hợp với cái đàn này. Rồi đầu tiên cái EQ này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng luôn nhé. Ở cái nút volume này thì các bạn hãy đè mạnh vào đấy, các bạn đè xuống đấy, các bạn đè xuống một tí thì nó sẽ khởi động lên và nó sẽ hơi sáng sáng này đấy, các bạn thấy nó sáng rồi chứ cái nút chính giữa này nha. Đấy. Sau khi mà mình đã khởi động lên thì mình sẽ vặn cái nút volume này này để mình điều chỉnh này. Đấy. Thì nó lên loa luôn nhé, cái loa ở bên trong thùng nhé. Bây giờ này các bạn nghe lên loa này. Đấy, ví dụ mình tắt hết chức năng thì các bạn nghe như bình thường, mình cắt hết chức năng hiệu ứng. Rồi đây mình tắt EQ này. Thì âm thanh của nó sẽ to hơn. Đấy, cái cây mini này nó sẽ có thể cho to hơn bằng cách là tăng EQ lên, nó có cái loa trong này. Rồi bây giờ mình cho chức năng revert lên để các bạn cùng biết, để nhận biết sự khác biệt. Chứ còn khi mà để bình thường thì mình cũng không thấy khác biệt lắm. Ở đây chức năng revert các bạn nghe này. Đấy, mình nhài lại không? Đây, lại này. Đấy. Đấy, các bạn thấy nó nhảy lại không? Này. Các bạn có thể thỉnh thoảng các bạn đánh những cái bài kiểu nhạc xưa một tí, nhưng mà để đánh những chức năng delay này thì nó các bạn phải đánh đúng nhịp, tại vì đánh mà ấy thì nó hay bị lộn xộn nốt ấy. Các bạn chơi trên âm ly thôi nhá. Rồi. Tiếp theo là cái chức năng mic này. Chức năng mic có cái chữ mic và kèm biểu tượng Bluetooth. Bluetooth thì mình ấn cái là được nhá, nhưng mà mình test trước cho các bạn mic này. Mic thì mình vặn hết cơ mic lên thì các bạn bắt được tiếng thùng. Đấy, các bạn thấy mình đánh tiếng thùng vẫn là nó vọng ra này. Đấy, mình tắt tiếng thùng đi này. Đấy, tắt mic thì nó sẽ không bị vọng nhá. Rồi, đến chức năng Bluetooth. Thì để sử dụng cái chức năng Bluetooth này thì các bạn hãy ấn vào cho mình cái biểu tượng chức năng Bluetooth, ấn vào cạnh là xong. Rồi sau đấy thì cái đèn của nó sẽ nhấp nháy màu tím. Đấy, nó nhấp nháy màu tím. Sau đấy thì các bạn lên điện thoại nhá. Các bạn lên điện thoại và các bạn bắt Bluetooth vào cái EQ này, đấy, Skysonic Audio này, các bạn có thể nhìn nhé, mình đã bắt rồi, mình bắt sẵn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bật nhạc lên này, bật nhạc một bài bất kỳ nhá, đấy, đây là nhạc bất kỳ này, đấy,
đây là nhạc của Bluetooth vào trong cái EQ nhé. Đấy, rất là to. Đây mình bật lại bài khác này, nhạc DJ đi. Đây nhạc DJ. Đấy, nhạc DJ nhé, nghe rất to. Và mình tăng âm lượng bằng điện thoại nhá. Với Bluetooth thì các bạn phải tăng âm lượng bằng cái điện thoại của mình. Đấy, rất là to. Rồi bây giờ mình tắt Bluetooth đi. Ấn cái là tắt Bluetooth. Và tắt Bluetooth thì đây là âm nhạc của điện thoại. Đấy, đây là cái âm nhạc của điện thoại. Kể cả mình để góc nào các bạn cũng nghe được nhé. Đúng không? Rồi, bây giờ mình bật Bluetooth lên. Các bạn bật Bluetooth lên nó tự bắt thôi. Thế các bạn đã bắt một lần thì nó tự bắt. Đấy, đây mình để điện thoại xa nhé. Đấy, cái đàn đang phát nhạc nhé. Đấy, và khi phát nhạc thì các bạn đánh được luôn. Các bạn đánh nó luôn, nó vẫn có hiểu được. Mình nghe nhạc nó vẫn hay hơn cái nhạc điện thoại nhé. Riêng mua về các bạn bắt Bluetooth các bạn nghe nhạc thì nó cũng hay hơn cái nhạc điện thoại. Các bạn mua mic điện thoại nó nghe không có bát đâu. Nhưng mà cái loa này khi mà tích hợp vào cái mặt đàn thì nó cho tiếng bát nó rất là ấm. Rồi à, ngoài ra thì các bạn có thể bật một bài nhạc lên để mình lít chẳng hạn. Đây ví dụ mình bật một bài lên mình lít nhé. Để thử nhé. Sao lớn đón lại lớn, giảm 50% từ hàng loạt các top thương hiệu. Chức năng hay ho nhất của cái EQ này là như thế nhá. Đây, có không như mất đường gì. Đấy à, mình bật nhạc bé bé thôi nhé, không nó lên nó to quá. Rồi, cho các bạn tìm hiệu ứng ở trên EQ này. To lên tí đi. Đấy, nhạc to lên nhá. Xin lỗi các bạn nhé, mình có cục gỏi. Đấy, có cục gỏi thì nó sẽ bị tắt cái EQ luôn. Đây mình tắt cái loa này, mình tắt cái cục gỏi này. Đấy, để cho các bạn biết là cái EQ này nó chân thực đến các bạn nhé. Rồi, clip này thì mình sẽ dừng ở đây à, để mình nghe cái cuộc điện thoại đó. Đấy, và EQ này nó cũng rất là hay cho các bạn. Mình review cũng khá chi tiết rồi. Đấy, nếu các bạn mà muốn có nhu cầu lắp EQ này trên những cây đàn Việt thì hãy liên hệ mình nhá. Rồi, ở clip sau thì Thân Nguyên sẽ review cho các bạn EQ của Thuần Guitar cũng như là một cái đàn của hãng Enia. Đấy, cây Enia thì đắt hơn nhưng mà cấu hình của nó là gỗ HPL, còn đàn Việt Nam thì cấu hình của nó là gỗ full solid. Và gỗ full solid và gỗ HPL có âm thanh như thế nào thì mời các bạn đón xem ở clip sau. Clip này trên mình sẽ dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.